Nãy giờ toàn thắng rồi anh em ạ. Nãy giờ 30 trận toàn thắng. Giải ngày hôm nay cũng vui phết nhỉ. Có tội không có ai thế này thôi. Còn 29 game cơ mà vẫn thoải mái rồi. Phải thật rồi ạ, bên này có người nè. Chết 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 chết. Mày ai yếu lắm rồi kìa. Chúng mày ra đây, chúng mày ra đây. Ở đâu ra mấy thằng kia nhỉ? Ui, định mạnh nó bắn nó mấy phát thế mà nó chết kìa. Bảo kê ở Dương B Vân 0774 0514. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, nay ăn bánh mì thôi đúng không? Nay ăn bánh mì thôi đúng không? Nay ăn bánh mì thôi nhỉ? Nay ăn bánh mì thôi nhỉ? Mì thôi. Còn thằng đấy nữa xử lý nó đi bạn ơi. Đúng túng thế nhở? Đúng túng thế, bình tĩnh. Mẹ chết, cứ bắn như này thì không biết là đến toàn thắng thôi, với bản tôi MVP chứ. Không thoát được trước này. Bình thường là trước mỗi trận là kết thúc phát là được thoát luôn. Nếu là trận này là bắt đợi hết rồi cuối này. À, chúng mày ghê gớm nhờ. Mày ghê gớm mẹ. Ui mẹ, cái thính gì có 6.000 đồng này. Con này có chức năng đéo gì đâu. Nạp 6.000 vào thì ít nhất là phải nạp 25.000 chứ nó còn cho nạp 6.000 đéo đâu. Thính đặc biệt, ưu đãi đặc biệt này. Đấy, gói nạp này, nạp thẻ đâu rồi, sự kiện nạp này này. Vậy là nạp 100 vào là các bạn sẽ có hai con trợ thủ. Nạp đâu, nạp 25.000 và có hai con trợ thủ. Mà nạp 75.000 thì được con thỏ. Đấy, được luôn con thỏ mà lại còn được quay ấy nữa. Nói chung trong Free Fire này mình thấy nó cũng khá rẻ. Nó rẻ bình thường thôi, nhưng không đến hút máu cho lắm so với một game này chúng nạp khá là nhiều ấy. Mình phải cầm có mấy chục nghìn kim cương vào để may ra mới ăn thua được. Mình vào mình thay bộ áo nữa. Khác này, trẻ này, thấy là quay nhiều cái phết. Nhiều bị phong cách ấy, cũng xịn đấy. Đây có gói gì này, hộp cơ này, nữ này, gói này chất. Nhưng mà trang phục này thấy bình thường nên chẳng có thích gì đâu. Trao đổi này, nhưng mà có cái đất gì đâu. Rồi, có hiệu nhưng mà bộ này, bộ ấy này mình thấy bình thường. Yo. Lâu lắm thì mới có bộ này. Đây bộ này đúng kiểu lính đặc nhiệm luôn đấy. Bộ này nhìn trông nó còn khỏe khoắn này, trông kiểu giống như là điệp viên anh em. Điệp viên không không thoát và điệp viên không không thoát. Yêu em có lắm người ơi. Bắn vô đi 2 cũng được. Nhưng mà khuyến mít khuyến khích và mát hơn. Ơi như cái mắt này. À cái mắt này chưa có. Cái mắt kia là mắt khác. Mình lại cứ nhầm cái mắt này với cái mắt mình lại cứ nhầm cái mắt này với cái mắt gì nhỉ? Mắt kia, nhưng mà thực ra mắt kia là mắt khác. Trời, mình cứ tưởng nó giống nhau mà mình bảo sao nó không quy đổi sang thẻ FF cho mình ấy. Nhưng hóa ra là nó khác nhau. Mà đây tôi nãy cái này tôi có cái áo rồi, nhưng mà bộ quần quần giày và mắt kính thì chưa có. Mày lên đây, mày vào đây, mày vào đây. Yếu chưa con? Ra đây, ra đây. Nó yếu rồi đấy.
thằng này nó mất phải 2 bình máu là ít. Vào đây. Ở bên này này. Mày e nên nó đỡ ngày trước kịp gạt thằng kia. Hình như mình được một mạng hay sao mà. Mình được một mạng hay sao mà. Để non lên nào. Ô, mẹ mày tìm thoát được mỗi 3 thằng này. Cái gì vậy mấy bầu ơi. Gì mấy bầu. Mấy bầu đấm gì ở đây vậy. Mấy bầu đấm ai vậy. Hả. Honey candy here. Chúng mày sang đây, chúng mày sang đây. Sợ bọn lìn này nó móc rồi. À. Địch mạnh mấy thằng này. Ui mẹ mày bắn thêm không chết kìa. Ô mẹ mày thằng này là trâu đi đó phải người nữa. Địch mạnh nó tìm thiếu người để cay chưa. Không sao anh em. Trận này gỡ này. Trận này gỡ cho anh em xem. Hết sức bình tĩnh. Trước tiên là có phải lấy một quả bom keo đã. Nào đấm đi, đấm đi, đấm đi. Đấm. Anh cơ y. Thằng này là Andrew thức tỉnh như vậy. Nếu mình nhớ không nhầm thì thằng này là Andrew thức tỉnh. Để mình ra đây xem có thằng nào cái mình còn bóc lốp phát. Ừ. Sợ bên kia có thằng nó móc thôi. Ui ôi. Nó cứu kìa, nó cứu kìa anh em ơi, nó cứu kìa. Triple kill. Mình mạnh, team mình nó bắn kéo nào vậy. À nó vừa bắn một thằng xong. Vừa bắn được một thằng xong cay vãi nồi ạ. Mẹ trận này mình phải đi vác ấy theo người đi, cover. Thằng này có cái gì mà M4 thì long tộc thảm họa này. Vãi nồi đen thật đấy. Đéo mẹ, vãi cả nồi ạ. À.